Xin chào tất cả quý vị và bạn cùng đến với xe 24 giờ để biết giá xe, tổng hơn bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Honda City cho cả 3 phiên bản từ bản RS, bản L và bản G. Tại sao đầu tháng em đã lên cho anh rồi mà tiếp tục lại lên cho anh em tiếp? Bởi vì chiếc xe Honda City nó sẽ thay đổi chương trình khuyến mại em nhé. Còn chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em, bởi vì kênh xe 24 giờ của em chuyên về giá xe, tổng hơn bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép được đi vào vấn đề chính. Đầu tiên, giới thiệu cho em về một chiếc xe Honda City bản RS, nó sẽ bản cao cấp nhất của dòng xe Honda City. Với giá niêm yết của chiếc xe này đang là 599 triệu. Sang tháng 12 này thì đại lý chúng em đang bán cho với giá đang là 559 triệu, tức là đang giảm giá cho anh em là 40 triệu tiền mặt và tặng thêm cho anh em là 45 triệu phụ kiện rồi nhá. Tổng khuyến mại lên tới là 85 triệu đấy ạ. Vậy thì chiếc xe Honda City bản RS này loại nó đang là 653 triệu. Tỉnh thì đang là 623 triệu. Tỉnh áp thuế 10% thì đang là 635 triệu. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì 641 triệu. Trả góp thì đang là 212 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì là 183 triệu. Tỉnh áp thuế 10% thì là 194 triệu. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 200 triệu tròn. Còn một giá tốt hơn, hãy khuyến mại nào, tặng phụ kiện sao, chi bánh nào thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn với em giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Honda City bản L. Với giá niêm yết của chiếc xe này đang là 569 triệu. Sang tháng 12 này thì đây chúng em đang bán cho với giá đang là 529 triệu. Tức là đang giảm giá cho anh em là 40 triệu tiền mặt và tặng thêm cho anh em là 45 triệu phụ kiện nữa. Vậy thì chiếc xe Honda City bản L này loại nó đang là 620 triệu. Còn ở tỉnh thì 590 triệu. Tỉnh áp thuế 10% thì đang là 601 triệu. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 608 triệu. Còn đối trả góp thì đang là 203 triệu. Tỉnh thì đang là 173 triệu. Tỉnh áp thuế 10% thì đang là 184 triệu. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 191 triệu ạ. Ở dưới phần mô tả em có một đường link, đó chính là đường link về nhận báo giá. Anh em muốn gửi về giá xe, tổng hơn bánh, chương trình khuyến mại, trả thẳng trả góp, lãi suất ngày như thế nào thì anh em điền tin như tên, địa chỉ, số điện thoại, loại xe quan tâm, hình thức trả thẳng trả góp để được thông tin chi tiết nhất và cụ thể nhất ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho mình một chiếc xe Honda City bản G. Nó là bản thấp nhất của dòng xe Honda City. Bản này cũng là rất ít xe nhá. Trên đài thị trường đang bán rất ít xe đấy ạ. Chiếc xe Honda City bản G này với giá niết của chiếc xe này đang là 529 triệu. Đại lý chúng em thì đang bán cho với giá đang là 489 triệu, tức là giảm giá cho anh em 40 triệu tiền mặt và tặng thêm cho anh em là 45 triệu phụ kiện. Vậy thì chiếc xe Honda City bản G này loại nó đang là 575 triệu. Còn ở tỉnh thì 546 triệu. Tỉnh áp thuế 10% thì là 557 triệu. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì 564 triệu. Còn đối trả góp thì đang là 189 triệu. Tỉnh thì 161 triệu. Tỉnh áp thuế 10% thì 171 triệu. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì 178 triệu ạ. Ok, vậy dòng này đã giới thiệu cho anh em về giá xe, tổng hơn bánh, chương trình khuyến mại cho cả 3 phiên bản của chiếc xe Honda City rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy dòng này xin phép em sẽ dừng giao đây. Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh nhé, để sự cập nhật về giá xe thông báo dòng xe của Honda cũng như các xe khác nhau như Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota để trong sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Ok, xin phép em sẽ dừng video đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe.